Tập 43. Túc Dương gia. Công công, qua mà của ta thế nào rồi? Túc Dương gia yên tâm, ngự y đang cố gắng hết sức tìm cách. Vậy có nguy hiểm tới tính mạng không? Hoàng thượng người lành tướng tốt, nên chắc không có gì nghiêm trọng. Được, được. Qua mã không kêu ta tới sao? Dạ không có. Trừ hoàng hậu nương nương ra, hoàng thượng không muốn gặp ai. Được. Nếu như hoàng a mã khỏe trở lại thì ta phải làm sao đây? Mình còn phải chờ bao nhiêu năm nữa? Đúng là trước đây nên nghe theo Hà Lạc Hội, ra tay trên đường trở về. Ta lại chậm một bước rồi. Tham kiến nương nương. Hào Cách, người cũng tới thăm hoàng a mã đó sao? Hoàng a mã đang nghỉ ngơi, cho nên ta không vô trong làm phiền. Hào Cách, hẳn người đang mong hoàng a mã của người chết sớm một chút. Nhưng mà dù hoàng thượng có chết cũng không có phần của người đâu. Chiếc ngai vàng ở điện Sùng Chính sẽ thuộc về con trai Bác Quả Nhĩ của ta. Bác Quả Nhĩ, nhớ một chút nữa gặp hoàng a mã con phải lanh lợi một chút. Có còn nhớ ngạc nương đã dạy những gì cho con không? Dạ con nhớ. Thật thông minh. Đi. Quý phi nương nương, hiện hoàng thượng đang nghỉ ngơi. Bác Quả Nhĩ của ta muốn gặp hoàng a mã của mình. Công công sao vậy? Ông dám cản không cho Bác Quả Nhĩ gặp hoàng a mã hay sao? Vậy đi. Quý phi nương nương. Quý hoàng a mã uống trà đi. Hoàng thượng, người coi Bác Quả Nhĩ của chúng ta hiếu thảo ghê chưa? Cứ để đó đi. Hoàng thượng, sinh nhật 5 tuổi của Bác Quả Nhĩ, a ngoại của thiếp có tặng một món quà. Bộ lạc Abakai có đem tặng 500 con cừu và 200 con bò. Để thiếp cúng tổ tiên trời đất để cầu phúc cho hoàng thượng. Đa tạ tấm lòng của lão Dương gia. A ngoại thiếp kêu thiếp chuyển lời, Abakai nhờ hoàng ân của hoàng thượng nên mới trở thành một trong những bộ lạc hùng mạnh nhất của vùng Mông Cổ. Đương nhiên cũng sẽ là một bộ lạc trung thành, luôn luôn phục tùng sự sai khiến của hoàng thượng. Hoàng A Mã Gia Gia nói người là vị hoàng đế tốt nhất. Gia Gia kêu con hãy noi gương theo người, sau này cũng phải thật xuất sắc. Hoàng A Mã, người có thích con không vậy? Ta thích chứ. Hoàng A Mã, con rất thích cái nón có những hạt long châu, người cho con có được không? Hoàng thượng, coi con trẻ nói năng kìa. Thật ra cái nón đó rất nặng. Bác Quả Nhĩ, con còn nhỏ lắm, không đội được đâu. Ngạc nương và gia gia của con sẽ giúp cho con. Hoàng A Mã, con sẽ trở thành một vị hoàng đế thật là xuất sắc. Thôi được rồi, nào một chung. Trẫm mệt rồi, các ngươi lui ra ngoài trước đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, sao người không cho Bác Quả Nhĩ là người kế vị? Về quý tộc, trong 5 người con trai của hoàng thượng, Bác Quả Nhĩ xếp vị trí đầu. Về hậu thuẫn, có bộ lạc Abakai yểm trợ, Bác Quả Nhĩ sẽ như hổ mọc thêm cánh. Quý phi, trẫm chưa chết mà. Có phải là nàng mong trẫm mau chết ngay trước mắt đúng vậy không? Lùi ra đi. Bác Quả Nhĩ, đi. Trang phi nương nương, hoàng thượng triệu người và cửu a ca cùng vào cung Thanh Ninh. Được, ta sẽ đi liền.
Hoàng thượng. Phúc Lâm, mau lại đi. Con lại đi với Hoàng thượng một chút đi, được không? Mau. Hoàng thượng, để Phúc Lâm ở lại nói chuyện với người. Thiếp vào bên trong sắc thuốc. Cô, người cũng nên giữ gìn sức khỏe. Hoàng A Mã, người sao vậy? Hoàng A Mã bị bệnh rồi. Hoàng A Mã có đau không? Không đau. Hoàng A Mã là đại anh hùng cho nên không đau. Phúc Lâm à, sau này Hoàng A Mã không thể dẫn con đi săn nữa. Tại sao vậy? Phúc Lâm, con hãy nói với Hoàng A Mã là chẳng bao lâu Hoàng A Mã sẽ khỏe mạnh trở lại. Và chắc chắn sau này người còn nhìn thấy Phúc Lâm thành thân nữa chứ. Trẫm cũng rất mong muốn có thể được nhìn thấy ngày đó. Hoàng A Mã, con đi chơi một chút. Phúc Lâm, con không được nghịch nha. Hoàng thượng sẽ khỏe trở lại. Chắc chắn người sẽ không sao. Người sẽ nhìn thấy được ngày đó. Khi đèn đã cạn dầu, đèn sẽ phải tắt. Khi nến cháy tới đế rồi, nến cũng sẽ lụi tàn. Hoàng thượng, không thể nào. Ngọc Nhi, trẫm vừa mới trải qua một giấc mơ. Trẫm mơ thấy Lan Nhi về đây tìm trẫm. Gương mặt nàng ấy chưa bao giờ tươi sáng rõ nét như vậy. Nàng lặng lẽ mỉm cười, tươi cười kêu trẫm. Hoàng thượng, trẫm và Lan Nhi chia xa đã lâu rồi, nhưng mà nàng ấy vẫn nhớ trẫm. Nàng ấy ở đó có một mình quá cô đơn. Trẫm phải đi thôi, phải tới đó với nàng ấy. Hoàng thượng không thể đi. Người đi rồi, mọi người làm sao đây? Nhà Thanh đang rất cần người. Cô rất cần người. Thiếp và Phúc Lâm cũng rất cần người. Cây cỏ tươi tốt cũng có thời mà. Con người cũng vậy. Đã tới lúc phải đi, níu kéo cũng không thể được. Hoàng thượng, nàng có tha thứ cho trẫm không? Tại sao hoàng thượng lại nói như vậy? Tại sao lại kêu thiếp hãy tha thứ? Trẫm đã chiếm mất một thời son trẻ tươi đẹp nhất của nàng, cướp mất tuổi thanh xuân của nàng, cướp đi dáng vẻ tươi tắn của nàng. Trẫm đã đưa nàng ra khỏi vùng thảo nguyên, nhưng lại không cho nàng có được hạnh phúc. Suốt 17 năm nay, trẫm chỉ biết tận hưởng sự tươi tắn yêu kiều của nàng, cả sự phục tùng của nàng. Nhưng trẫm biết là nàng chưa bao giờ có được một niềm vui thật sự. Hoàng thượng, người đừng nói như vậy. Xin đừng nói như vậy. Cuộc đời của Ngọc Nhi vốn thuộc về hoàng thượng. Ngọc Nhi may mắn được người sủng ái, được người cưng chiều, được người yêu thương. Ngọc Nhi mãn nguyện rồi.
nhưng trẫm không thể tha thứ cho mình được. Trẫm vốn cứ tưởng rằng tình yêu đó có thể cho nàng cả một thế giới, để nàng được trở thành người phụ nữ được mọi người tôn sùng nhất, vui vẻ trên cõi đời này. Nhưng cuối cùng trẫm mới biết được, chính tình yêu đó của trẫm đã cướp đi của nàng tất cả. Ngọc Nhi à, trẫm rất yêu nàng. 10 năm trước khi Hải Lan Châu chưa tới đây, trẫm đã yêu thương nàng bằng tất cả tấm lòng. Trẫm biết là bây giờ có nói gì cũng đã trễ. Trẫm đã từng không khống chế được tình cảm của mình. Trẫm khiến nàng ấm ức, khiến nàng đau khổ. Hoàng thượng, người đã cho thiếp rất nhiều. Thiếp là phi tử của người. Người đã cho thiếp sự dũng cảm, đã cho thiếp lòng tin, đã cho thiếp sức mạnh. Nếu không có người thì thiếp vẫn là một tiểu nha đầu, rất là vô tư trên thảo nguyên Khoa Nhị Tẩm. Nếu như không có người, làm sao thiếp biết được thế giới này vô cùng rộng lớn, hoàng hà lịch sử dài miên man như vậy. Người đã cho thiếp thấy được khát vọng chân chính của một người đàn ông luôn ôm ấp trong lòng chí lớn. Khát vọng đó đã thu phục bá tánh trong thiên hạ, đã thống lĩnh hàng ngàn hàng vạn người. Suốt 10 mấy năm nay, trẫm thường nghĩ. Người nghĩ gì? Nghĩ rằng không biết trẫm có nên là một người đàn ông giống như Đa Nhĩ Cổn, không có giang sơn, không có xã tắc, không màng đến chính trị, không màng đến sự quấy rầy của một ai. Trong lòng mãi mãi nghĩ đến một người mà thôi. Hoàng thượng, Ngọc Nhi hiểu. Hoàng thượng, Hoàng thượng, Ngọc Nhi phải cảm ơn người. Người đã cho thiếp có được thứ quý báu nhất không gì sánh được trên đời. Phúc Lâm, Hoàng A Mã, người đỡ chưa? Phúc Lâm có nhiều nét giống ta nhất. Lương thiện, trí tuệ, can đảm. Phúc Lâm à, Hoàng A Mã không nỡ rời xa con. Hoàng A Mã, người mau khỏe lại đi. Ngạc nương kêu con phải lớn mau, sau này người không còn cưỡi ngựa nổi, tới lúc đó con sẽ đưa người đi săn và đưa người đi dạo mát, giống như Hoàng A Mã đã từng đưa con đi. Giỏi, Phúc Lâm ngoan. Ngọc Nhi,
Đang đỡ Trẫm ngồi dậy, tới thư phòng kêu Đức Lộc đem tâu sơ tới đây. Hoàng thượng, nhưng sức khỏe của người bây giờ cần nghỉ ngơi. Không sao, Trẫm cảm thấy đã có sức lực, đã thấy khỏe hơn rồi. Trẫm phải mau chóng đi xử lý một số tâu sơ đó. Có rất nhiều chuyện nước đang chờ Trẫm giải quyết. Hoàng thượng, Hoàng thượng, lễ thân vương, trịnh thân vương tới. Ngọc Nhi, nàng dẫn Phúc Lâm qua bên chỗ cô, tiện thể kêu nhị vị dương gia vào đây. Dạ. Phúc Lâm, đi. Nương nương, Cửu A Ca. Nhị vị dương gia, hoàng thượng đang chờ hai người bên trong, mời vô trong. Đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, đêm khuya rồi, xin người hãy nghỉ ngơi sớm. Ngọc Nhi à, nàng thấy có phải ta đã hoàn toàn khỏe trở lại hay không? Bây giờ ta cũng không còn thấy mệt mỏi nữa. Chính nàng và Phúc Lâm đã ban phúc đó cho Trẫm. Hoàng thượng, lúc nãy Phạm tiên sinh đã nói rồi, khí sắc của người cũng đã tốt hơn. Con người chỉ dừng lại một chút đã cảm thấy uể oải, nhưng một khi đã bắt tay làm thì mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Bản thân Trẫm đây là người có số hay làm. Nàng coi, hôm nay Trẫm đã phê chuẩn mấy sắp tấu sớ, lại còn xử lý xong một vụ việc vô cùng rắc rối. Ngọc Nhi, bộ nàng không muốn biết Trẫm triệu kiến hai vị dương gia để làm gì sao? Thánh ý của hoàng thượng Ngọc Nhi không dám suy đoán. Ngọc Nhi, mong nàng sẽ không làm Trẫm thất vọng. Hoàng thượng, Ngọc Nhi thật sự không hiểu ý người. Không nói chuyện này nữa. Trẫm thấy bụng mình có cảm giác hơi đói, tâm trạng vừa thoải mái là thấy thèm ăn. Nàng xuống Ngự Thiện phòng lấy cho Trẫm chút gì để ăn đi. Dạ được. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng.
thượng, hoàng thượng tỉnh lại đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng tỉnh lại đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, người làm sao vậy? Hả? Nương nương, hoàng thượng băng hà rồi. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Năm 1643, năm thứ 8 Sùng Đức. Một người cả đời lo việc nước và tự tay làm tất cả mọi chuyện, cuối cùng bệnh vì lao lực. Hoàng Thế Cực băng hà tại hậu cung Thịnh Kinh, để lại một bản di chúc đang viết dang dở chưa xong. Nương nương, hoàng thượng để cũ A Ca lên ngôi đó. Hoàng thượng, tại sao vậy? Tại sao hoàng thượng lại đột ngột đi như vậy? Tại sao người lại truyền ngôi cho Phúc Lâm? Người đã hại Phúc Lâm rồi. Nương nương, sao hoàng thượng có thể hại cửu A Ca chứ? Hoàng thượng rất coi trọng cửu A Ca mà. Không, Phúc Lâm không thể nhận ngôi hoàng đế. Phúc Lâm không thể làm được hoàng thượng. Ta chỉ muốn Phúc Lâm có cuộc sống bình an, không muốn nơi dương vô cuộc tranh đấu quyền lực. Hoàng thượng, người đã quên cảnh tiên đế băng hà vào 17 năm trước sao? Người quên ngạc nương của Đai Nhĩ Cổn đã chết thế nào hay sao? Bây giờ người truyền ngôi lại cho Phúc Lâm. Người nói hai mẹ con thiếp phải sống thế nào đây chứ? Ngọc Nhi không cầu xin điều gì, chỉ xin hai mẹ con thiếp có được cuộc sống thật bình an. Nương nương, sao người có suy nghĩ như vậy? Đây là thánh chỉ của hoàng thượng. Hoàng thượng đã truyền ngôi vua cho cửu A Ca, nên bất cứ ai cũng không dám kháng chỉ. Nương nương à, đây là chuyện có biết bao nhiêu người đều mong đợi đó. Công công, ta xin ông hãy mau đốt bản di chiếu này đi. Nương nương, người điên rồi. Đây chính là di chiếu truyền ngôi của hoàng thượng mà. Không được, Phúc Lâm không thể lên ngôi hoàng đế, tuyệt đối không thể được. Không được, không được. Đây là di chiếu truyền ngôi của hoàng thượng, bất cứ ai cũng không thể thay đổi đâu. Nhưng mà bản di chiếu này hoàng thượng vẫn chưa viết xong. Nhưng mà nó do chính tay hoàng thượng viết, làm sao mà thay đổi? Công công, ta cầu xin ông, mạng của ta, mạng của Phúc Lâm đều treo trên bản di chiếu này đó. Nương nương, xin đừng như vậy. Có thể sự việc không đến nỗi tồi tệ như người đã tưởng tượng đâu. Có biết bao nhiêu người đang ngấp nghé ngôi hoàng đế, thân dương, bối lặc, các con cháu của hoàng thượng, tất cả họ ai ai cũng đều nắm binh hùng hậu, thèm thuồng dậm ngó. Nhưng ta và Phúc Lâm chỉ có một bản di chiếu dở dang chưa viết xong. Có bảo vệ Phúc Lâm được không? Hay chỉ có mang đến cho Phúc Lâm mối họa sát thân? Cửu A Ca không làm hoàng đế, tất nhiên sẽ có người khác lên làm hoàng đế. Nhưng ta chỉ có Phúc Lâm là con trai duy nhất. Công công, ta xin ông hãy cho Phúc Lâm một con đường sống đi. Nương nương, hoàng thượng có để lại di nguyện gì hay không? Thank you.
Hoàng thượng. Long Cách, thề trọn đời theo cửu A Ca. Bản di chiếu này tạm thời không thể công khai. Tại sao? Hiện Hào Cách đang chuẩn bị sẵn sàng. Nếu công bố bản di chiếu này, Hào Cách không những sẽ không chịu phục mà chúng ta còn chuốc quả dầu thân. Còn nữa, còn thái độ của Đa Nhị Cổn như thế nào, hiện giờ con cũng không tin tưởng cho lắm. Chẳng lẽ để ấy muốn làm phản? Con nghĩ không có chuyện đó. Nhưng mà lúc trước khác bây giờ khác, con cũng không thể bảo đảm chắc chắn. Bây giờ phải làm sao đi? Đa Nhị Cổn vẫn chưa quay trở về. Cô, vì Phúc Lâm, vì nhà Thanh và cũng vì Khoa Nhị Tẩm, chúng ta không thể bỏ trốn mà phải đối diện. Người lại, sao dám xông vào ngõ môn? Mau mở cửa, Túc Thân Dương muốn vô cung gặp hoàng thượng. Hoàng thượng có chỉ, chưa được truyền triệu, ngoài ra không ai được vào trong. Mời cái gì mau rời khỏi đây, nếu không đừng trách chúng tôi. Cậu nô tài dám hùng láo với Túc Dương gia vậy hả? Người chán sống rồi à? Thuộc hạ không dám cãi lệnh, xin Túc Dương gia thứ tội. Nếu có chuyện gì chờ tới sáng sớm ngày mai hẳn tính đi. Dương gia, chúng ta làm sao bây giờ? Lần này quyết định thành bại, bắt buộc phải chiếm được hoàng cung trước khi Đa Nhị Cổn trở về. Mau báo với họ tới đây tấn công. Dạ Dương gia, đi. Mau, tất cả tiến lên. Rõ. Cho. Người đâu? À, nương nương. Ai đang giống chuông vậy? Bẩm nương nương, nô tỳ không biết. Chẳng lẽ hoàng thượng đã quy tiên rồi? Mau mời lão Dương gia tới. Dạ. Lại đổi đời rồi. Túc Dương gia, hoàng thượng vừa băng hà, ngài đã tới đây rồi. Đúng là nắm bắt rất kịp thời. Hoàng mà, Người đã quy thiên rồi sao? Xin Túc Dương gia nén đau buồn. Dương gia, Hoàng mã sao người không chờ như thần đã quy tiên rồi? Hoàng hậu đã cho người đi báo tin buồn cho các đại thần biết, sáng sớm ngày mai làm lễ viếng hoàng thượng. Bây giờ mời các vị hãy về cho. Sao vậy Túc Dương gia? Ngài dẫn theo mấy người này là có ý gì đây? Bao ngày qua mã ta vẫn còn khỏe, sao lại đột ngột quy tiên? Ta nghi chắc chắn có ai đó đã mưu hại hoàng thượng. Mau tránh ra, bây giờ ta phải vô trong đó để bắt phản tặc, bảo vệ hoàng cung. Nếu thật sự có người muốn tạo phản thì đã có ti chức, không cần làm phiền tới Dương gia đâu. Long Cách to gan, ngươi chẳng qua chỉ là một nô tài. Tránh ra. Hoàng hậu có chỉ, không ai được phép tới gần hoàng cung, nếu không giết không cần hỏi. Các vị không chịu mau lui ra. Hoàng hậu có chỉ, xưa nay ta chỉ nghe chỉ ý của hoàng A Mã. Đệ tử chính làm kỳ nghe đây. Có. Vào cung. Vào cung. Khoan đã. Như vị đại thần vất vả rồi, chắc chắn hoàng hậu sẽ rất hài lòng. Thị vệ trưởng Long Cách xin bẩm báo hoàng hậu, hai hoàng kỳ thể quyết bảo vệ hoàng cung an toàn. Được. Túc Dương gia, nếu như bây giờ ngài rút quân thì chúng tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Dương gia, bây giờ hai hoàng kỳ có phần nghe theo lệnh của hoàng hậu, vậy tốt nhất là chúng ta cũng nên rút quân đi. Dương gia, rút đi. Đi rút. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Khử bẩm nương nương, Hào Cách dẫn theo chính Lam Kỳ muốn vào cung, bị Tích Hàng và Đàm Thái ép lui rồi. Hiện nay thì hai hoàng kỳ đã có phần nghe lệnh nương nương. Vậy thì tốt. Bên Đa Nhĩ Cổn thì sao? Sao vẫn chưa có tin tức gì?
Long Cách, người đích thân đến Duệ Thân Dương phủ coi sao? Dạ. Dương gia, rốt cuộc ngài trở về rồi. Long Cách, tại sao ngươi lại ở đây? Thì chức phụng ý chỉ của hoàng hậu nương nương và trang phi nương nương, tới đây. Ừ, đi, vào trong đi. Dạ. Tập tiểu gia, đây là thư của trang phi nương nương đích thân viết gửi ngài. Nương nương nói, xin ngài đừng nên vào cung. Nương nương có khỏe không? Hiện tại nương nương vẫn khỏe. Nương nương nhờ tôi gửi lời hỏi thăm ngài. Ừ. Thập tứ đệ. Bác tẩu, đã khuya lắm rồi, tìm đệ có chuyện gì? Ngồi đi. Duệ Dương gia, chúng tôi muốn được bàn với ngài về chuyện ngày mai lập người kế vị. Vậy Phạm tiên sinh có ý kiến gì không? Xin cứ nói ra. Duệ Dương gia là người nghĩ tới tình hình chung, rất mong ngài hãy vì xã tắc của nhà Thanh mà đừng đi. Là kêu ta rút lui, không tranh ngai vàng. Thập tứ đệ, đệ có từng nghĩ nếu như đệ và Hậu Cách hai người ai cũng nhất quyết không chịu nhượng bộ, thì trong tương lai hậu quả sẽ như thế nào đi? Đệ hoàn toàn không có ý định rút lui. Ngôi hoàng đế này đáng lẽ là của đệ. 17 năm trước phụ hãn đã hạ khẩu dụ cho đệ kế vị, nhưng chẳng qua vị Bát Ca nhanh chân lên ngồi trước. Duệ Dương gia, xin người hãy ngồi xuống đừng tức giận hả? Thập tứ đệ, tuy rằng nhà Thanh được một tay Bát Ca của đệ xây dựng nên, nhưng thực ra là do phụ hãn đặt nền móng vững chắc. Và cái đệ cũng vậy, vào sinh ra tử, hết mực trung thành, nguyện cống hiến tất cả. Thực ra nhà Thanh không phải của một mình Bát Ca của đệ, mà đã được tất cả mọi người giữ gìn, đã cống hiến, đặt nền tảng vững chắc. Đây là cơ nghiệp của cả hai thế hệ, dốc hết tâm can để cùng nhau sáng lập ra. Đa nhĩ cổn, ta và Phạm tiên sinh cũng đều hy vọng để có thể gánh được gánh nặng này. Bác tẩu, để biết gánh nặng này sẽ nặng tới cỡ nào, cho nên ngày mai để sẽ cố gắng hết sức mình để tranh nó. Không, cần phải tranh, nhưng mà cần phải tranh theo một cách thức khác. Để vẫn chưa hiểu ý của bác tẩu. Nếu như để và Hậu Cách tranh với nhau cho tới cùng, cho dù để có thắng, kết quả lúc đó chỉ là một nhà Thanh chia năm xẻ bảy, lòng người rời rạc, cũng phải chịu nhiều tổn thương. Đệ cũng biết hai hoàng kỳ họ sẽ không chịu ủng hộ cho đệ. Rủi ro của đệ rất lớn. Đúng vậy, phía bên hai hoàng kỳ tôi đã tìm hiểu tình hình bên trong. Ngoại sách ni ủng hộ Hào Cách ra, ý kiến của những người khác là chỉ cần lập con của tiên đế là được. Tiên đế của năm người con trai thì có lập người nào họ cũng đều không quan tâm. Thập tứ đệ, nếu đệ có thể nhường một bước để lập nên một người con trẻ của tiên đế sẽ do đệ phụ chính, thì vừa có thể bịt miệng hai hoàng kỳ, vừa khiến Hào Cách không được như ý, mà thực quyền của nhà Thanh vẫn nằm trong tay đệ chứ không ai khác. Đúng vậy, đây chính là cách duy nhất có thể tránh nội chiến giữa bát kỳ. Trời, Duệ Dương gia, nếu không như vậy, nhà Thanh sẽ sụp đổ tan rã, có thể sẽ mãi mãi để lỡ mất cơ hội bước qua Sơn Hải Quan, có thể sẽ mãi mãi lỡ mất cơ hội dòm ngó ngôi báo Trung Nguyên đó, Duệ Dương gia. Và rồi khi Triều Minh hồi phục được chút nguyên khí, cũng có nghĩa là họ sẽ bắt tiến đến đây tiêu diệt chúng ta. Ê, hoàng hậu nương nương, người bác tẩu. Thập tứ đệ, hãy vì nhà Thanh, hãy vì cơ nghiệp của gia tộc Ái Tân Giác La và vì giang sơn xã tắc, bác tẩu xin đệ. Bác tẩu làm sao vậy? Bác tẩu chẳng qua chỉ là phận nữ lưu ở chốn hậu cung, không lèo lái được đại cuộc, nhưng bác tẩu biết được thập tứ đệ làm được, chỉ có đệ mới có thể quyết định vận mệnh nhà Thanh. Xin tẩu hãy đứng lên. Bác tẩu đừng làm như vậy.
ngươi và Phạm đại nhân đã cùng bàn bạc qua rồi, nhận thấy Phúc Lâm là người thích hợp nhất. Đây cũng là cách duy nhất để bảo vệ cho mẹ con Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, ta đã về rồi. Mùi vẫn khỏe chứ? Đa Nhĩ cũng. Ngày mai Quỳnh nhất định phải cẩn thận. Ngọc Nhi, thật ra điều ta muốn có nhất không phải những thứ đó, mà là mùi. Mùi có hiểu không? Là mùi. Nếu chúng ta đi thì sao? Sẽ đi đêm nay, sẽ đi bây giờ, dẫn theo Phúc Lâm, bỏ lại phía sau tất cả, cả quyền lực, địa vị, ân quán, ngai vàng đều buông bỏ hết. Hãy đi với ta Ngọc Nhi. Đại Nhị Cổn, Quỳnh điên rồi sao? Ta không điên. Nhưng cơ hội này, mọi chuyện vẫn chưa kịp xảy ra, nên lúc này chúng ta còn có thể làm chủ được. Hãy đi với ta Ngọc Nhi. Đại Nhị Cổn, Quỳnh có thật sự chỉ vì muội mà bỏ ngai vàng không? Ta bằng lòng. Quỳnh có thật sự chỉ vì muội từ bỏ thiên hạ không? Ta bằng lòng. Vậy Quỳnh cũng bỏ mặt Lê Dân trăm họ luôn sao? Tại sao muội lại nói như vậy? Đa Nhĩ cũng, Quỳnh không biết trách nhiệm trên đôi vai của Quỳnh à? Ta mặc kệ là trách nhiệm hay là không trách nhiệm, ta chỉ quan tâm muội thôi. Thời gian có thể thay đổi, thế giới có thể thay đổi, nhưng vị trí của muội trong lòng ta xưa nay chưa từng thay đổi. Ta sẽ vì muội có thể gạt đi tất cả, buông bỏ tất cả, rời xa tất cả. Chúng ta đi đi. Đi tới một nơi không ai có thể tìm được chúng ta, sẽ sống một cuộc sống an nhàn yên tĩnh, không biết đến tranh giành. Ở nơi đó không có ai làm phiền tới chúng ta, không có ai quấy rầy chúng ta. Ngọc Nhi, Đa Nhị cũng, Quỳnh thử nghĩ có nơi nào như vậy hay không? Chúng ta có thể đi tới nơi nào, ở đâu mới lại chốn đạo nguyên? Đa Nhị cũng, sự yên tĩnh an nhàn thật sự chỉ có thiên hạ thái bình mới thực hiện được. Chỉ có thống nhất hòa hợp mới có thể nhìn thấy chốn đạo nguyên. Quỳnh đi rồi, đi theo đuổi cuộc sống riêng của bản thân mình, để lại nhà Thanh phải làm sao đây? Chẳng phải giao cho Hào Cách sao? Chẳng lẽ lại kéo nhà Thanh trở về Trường Bạch Sơn sao? Kéo trở về núi Đại Hưng An sao? Bác ca Quỳnh ngậm đắng nuốt cay xây dựng nên nhà Thanh, lẽ nào chỉ có như vậy, chỉ có đoạn đường ngắn đó hay sao? Nhà Thanh cũng có một người dẫn dắt thật mạnh mẽ quyết đoán, bác ca Quỳnh phải vất vả trăm bề mới kéo được Đại Thanh bước sang một trang mới. Chi lớn của người chưa trọn, chỉ mới kéo nhà Thanh lên được nửa đoạn đường. Đa Nhị cũng, đoạn đường còn lại sẽ rất cần Quỳnh. Đây là đoạn đường đầy chông gai, rất khó, rất khó. Ngoài người có chí lớn và tính quyết đoán thực sự ra thì không có ai có thể kéo nổi. Đa Nhị cũng, Hào Cách không thể sánh với Quỳnh. Hắn chỉ là dũng phu, không phải là một kẻ có thể trị quốc an bang. Chữ Hán hắn chẳng biết được mấy chữ, nói chi đến tiếp thu lễ nghĩa của người Hán. Nhưng bá ca Quỳnh thì khác, người đã tiếp nhận tất cả những chính sách chính trị của Dương triều Trung Nguyên, gạt bỏ đi sự thô kệch dã man của người nữ chân, đôi dân tộc suốt ngày chỉ biết rong ruổi trên lưng ngựa xuống mặt đất. Đa Nhị cũng, Quỳnh hận bá ca Quỳnh cũng được, quán bá ca Quỳnh cũng được, nhưng Quỳnh phải khâm phục người, cần phải ngưỡng mộ người, và phải gánh vác lá cờ trên vai Quỳnh ấy, dẫn dắt người trong dòng tộc và trăm họ tiếp tục bước trên con đường rộng thênh thang. Đa Nhị cũng, đây là trách nhiệm lịch sử giao cho Quỳnh đó. Ngọc Nhi, đa tạ muội. Hoàng thượng, sao người đành lọc bỏ nhà Thanh mà ra đi chứ? Sao người đành lọc bỏ Tiếp ở lại đây một mình? Hoàng thượng,
Tề Ngọc Nhi. Ngay trước linh cữu của hoàng thượng, người hãy nói thật rõ ràng cho ta biết, tại sao hoàng thượng băng hà? Người đã hại hoàng thượng thế nào? Người đang nói cái gì vậy? Đừng có giả bộ nữa. Ngày hôm qua hoàng thượng vẫn còn khỏe, sao ngươi chỉ vừa tới thăm một lần hoàng thượng lại bị như vậy? Người nói bậy bạ cái gì vậy? Ta đã tới ngự thiện phòng điều tra qua rồi. Vào tối hôm qua, ngươi dâng cho hoàng thượng một chén cháo yến. Nếu ngươi không hạ độc trong chén cháo yến đó, sao hoàng thượng lại băng hà chứ? Ta không có. Trang Phi, ngươi tự là độc ác, đã ra tay hạ độc hoàng thượng. Tới đây quỳ xuống. Ngay trước mặt hoàng thượng ngươi còn dám chối nữa sao? Hoàng thượng bị chính tay ngươi hại chết. Ngạc nương. Còn tên nghiệt chủng này nữa, nó hoàn toàn không phải là con của hoàng thượng. Nam Mộc Chung, nếu ngươi còn dám xúc phạm ta và Phúc Lâm, đừng trách ta không khách sáo với ngươi. Sao hả? Ngươi định ra tay với ta đúng không? Nam Mộc Chung, ngươi điên rồi sao? Hoàng thượng vừa băng hà, ngươi đã làm loạn ở đây rồi. Hoàng hậu, mỗi làm như vậy là trút giận cho hoàng thượng, đòi lại công bằng thôi. Phúc Lâm, con là nam tử hả? Đừng có khóc, có gạt nương ở đây rồi. Mộc Chung, nếu ngươi còn biết chút lễ độ, mau lui ra ngoài cho ta. Tại sao ta phải lui ra? Suốt mấy năm qua, hai cô cháu đã cấu kết với nhau, ăn hiếp ta vẫn còn chưa đủ sao? Trước đây hoàng thượng vẫn còn, nên ta nể mặt hai người. Bây giờ hoàng thượng không còn nữa, thì cô cháu các người có xá là gì đâu chứ? Dám đánh ta? Người dám đánh ta hả? Ta, kẻ tiện nhân như ngươi muốn tạo phản à? Người dám xúc phạm ta thì cũng không nói, bây giờ dám xúc phạm đến hoàng hậu, cái tát này ta tát giùm cho hoàng hậu. Nếu còn dám hỗn láo, coi chừng ta sẽ trị thẳng tay. Đúng, ta là hoàng hậu, quản lý hậu cung. Bây giờ hoàng thượng đã quy thiên, chốn hậu cung lời nói của ta quyết định. Nếu như còn có ai dám nói năng lung tung ở đây nữa, không chỉ bị đánh mà còn bị giết. Ngậm Nhi tuân theo chỉ ý của hoàng hậu. Người đâu? Người làm gì vậy? Người muốn làm gì? Mau giải quý phi ra ngoài cho ta. Tuân lệnh. Người tính làm gì vậy? Buông ra, các người mau thả ta ra. Được lắm, các ngươi đồ thứ tiện nhân. Ngạc nương. Đại Ngọc Nhi, ngươi hãy đợi đó. Hoàng thượng, quan cho thiếp, quan cho thiếp. Nếu người nào còn dám vô lễ với hoàng thượng, vô lễ với hoàng hậu, đừng trách ta không niệm tình. Đây là linh đường, bãi tẩy trước đi. Duệ thân dương, dự thân dương tế bái. Thank you.